Những ngày này tại Argentina, người dân đi mua thuốc phải đắn đo rất nhiều. Có những người sau khi cân nhắc đã quyết định không mua, từ thuốc kháng sinh cho đến thuốc điều trị tăng huyết áp hoặc cholesterol. Với những người phải dùng thuốc đặc trị như anh Pablo Riveros, áp lực lại càng nặng nề hơn. Bác sĩ nghi ngờ tôi mắc bệnh tiểu huyết sắc tố kịch phát ban đêm. Đây là một loại bệnh không có thuốc chữa, nhưng có thể điều trị bằng một loại thuốc rất đắt tiền. Tôi thực sự không biết phải làm sao. Trong tháng 1 vừa qua, doanh số bán 10 triệu loại thuốc đã sụt giảm, cho thấy chăm sóc sức khỏe đã trở thành một khái niệm xa xỉ tại quốc gia Nam Mỹ này. Không phải người bệnh nào cũng có đủ tiền để vừa đi chợ, vừa mua thuốc mỗi ngày. Đứng trước lựa chọn này, họ chọn cách đi chợ mua đồ ăn vì cần kiếp hơn. Không đủ tiền mua thuốc kháng sinh, họ sẽ tìm cách đối phó với cơn đau bằng một loại thuốc rẻ hơn là ibuprofen. Nhà nào có hai người bệnh thì bố hoặc mẹ sẽ tạm thời ngừng thuốc để tập trung điều trị cho con. Chúng tôi hiện đang đánh giá tác động của việc cắt giảm ngân sách đối với cuộc khủng hoảng tại Argentina. Chúng tôi chỉ mới bắt đầu xem xét, nhưng e rằng tình hình hiện tại và sắp tới sẽ còn rất khó khăn. Với giá thuốc hiện nay cao gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái, một trong những mức cao nhất thế giới, Argentina thực sự đang trong một cuộc khủng hoảng khó tháo gỡ. Trong tình cảnh này, người bệnh chính là những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.